đầu bếp Thu Hà và Hồng Thanh hân hoan chào đón quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Cô Hà ơi, không biết hôm nay là cô chuẩn bị thực hiện món gì mà em thấy trên bàn nè, cô đã chuẩn bị rất là nhiều rau, củ, quả như vậy. Mà nhìn mấy cái củ quả này thì em nhớ đến câu chuyện của cái chị hàng xóm ở kế bên nhà em luôn. Suốt ngày chị cứ phải hò hét là bắt các con của mình là ăn rau, ăn củ quả nhiều vào đi để tốt cho sức khỏe. Nhưng mà khổ nỗi các bé thì chỉ thích ăn có cánh gà chiên, nè cá viên chiên, rồi chị cũng không biết phải làm sao luôn đó cô. Đúng rồi đó Hồng Thanh. Yeah. Và đó cũng là một vấn đề đáng băn khoăn của các gia đình mà có con nhỏ, để giúp cho các bà mẹ đỡ đau đầu khi mà ép các bé ăn rau củ. Thì chương trình hôm nay sẽ giới thiệu một món ăn có tên gọi là cuộn bí chiên giòn. Để làm món cuộn bí chiên giòn, chúng ta cần chuẩn bị 100g phi lê cá chẽm, bí xanh, bí đỏ, khoai lang, hành tây, hành lá, tương ớt, nước cốt chanh, các loại gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo ngọt dịu. Đầu tiên thì bây giờ cô sẽ sơ chế phần cá này. Đây là phi lê cá chẽm ha. Chúng ta sẽ cắt nó thành những cái hình que ha. Sau khi cắt cá xong thì chúng ta sẽ trộn cá với lại một ít gia vị. Chúng ta sẽ cho vào đây 1/4 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê nước cốt chanh. Sau đó chúng ta trộn đều lên. Rồi, phần bí đỏ này thì mình sẽ cắt que. Thì cái những cái que bí đỏ này tương đương với lại những cái que cá. Và chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ cắt tất cả các loại rau củ quả và cá có cùng một cái kích cỡ, như vậy thì chúng ta tạo hình cái cuộn bí nó sẽ đẹp hơn. Quý vị nhớ là chúng ta sẽ cắt tất cả các nguyên liệu thành hình que đều nhau để khi chiên lên thì nó sẽ đẹp hơn nha quý vị. Nhìn cô Hà sắc những cái nguyên liệu này thành những cái que đều nhau thì trông rất là đẹp mắt luôn. Cô ơi, nếu như trong quá trình chế biến tại nhà thì quý vị khán giả muốn cho thêm nhiều các cái loại củ quả nữa vào thì được không cô? Chúng ta thích những loại rau củ quả thì chúng ta đều cho thêm vô được, nhưng mà nên nhớ rằng những loại rau củ quả này khi chúng ta nấu lên thì nó đừng có ra nhiều nước quá thì nó sẽ giảm đi cái độ giòn của cái cuộn bí mình. Hành tây thì mình cũng cắt thành những cái múi như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ pha bột. Thì chúng ta sẽ dùng bột Aziquick, bột chiên giòn hải sản. Chúng ta sẽ pha theo công thức đã ghi trên bao bì. Cho thêm nước vào. Quý vị thấy không, khi mà pha hỗn hợp bột này thì cô Thu Hà sẽ đổ nước từ từ vào. Vừa đổ vừa khuấy như vậy thì bột nó sẽ đều hơn, mịn hơn hả cô? Đúng rồi. Quý vị khán giả lưu ý là khi chúng ta pha bột thì chúng ta nên sắp xếp pha bột trước khi nhúng bột chiên khoảng chừng 10 đến 15 phút để bột có thời gian nở. Như vậy thì sau khi chiên bột sẽ ngon hơn. Tiếp theo thì phần hành lá thì chúng ta sẽ trần sơ qua nước sôi, vớt ra và ngâm vào trong nước lạnh. Sau đó thì chúng ta sẽ xé sợi cọng hành cho chừng nhuyễn nhuyễn thôi, để chúng ta cột nó vừa dễ mà món ăn lại ngon nữa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm một cái công đoạn, đó là chúng ta sẽ cuốn cái cuộn bí. Đúng rồi. Chúng ta sẽ lấy bí nè, khoai lang, hành tây và một miếng cá. Chúng ta sắp lại chung với nhau ha. Và chúng ta sẽ dùng một cọng hành lá. Chúng ta sẽ cuộn lại. Và thí dụ như chúng ở đây chúng ta cũng không cần cột nữa, chúng ta có thể nhét cái đầu hành vào trong cái phần bí như thế này. Trông có vẻ cũng rất là dễ. Bây giờ thì quý vị khán giả hay cùng với Hồng Thanh chúng ta bắt tay vào làm phụ với cô Hà luôn nha. Mỗi thứ một que ha. Đây, chúng ta sẽ lấy mỗi cái một loại nè. Rồi, dùng cọng hành cột lại. Rồi, như vậy là chúng ta đã làm xong hết cái phần cuộn bí rồi đó. Chúng ta sẽ đặt một chảo dầu nóng lên bếp để chiên các cuộn bí này. Cô sẽ dùng một ít bột khô bún lên những cái cuộn bí này. Quý vị khán giả lưu ý là chúng ta sẽ bún một ít bột khô lên các cuộn bí, rồi sau đó mới nhúng vào trong bột và chiên. Như vậy thì giúp cho các cuộn bí sẽ bám được nhiều bột hơn. Quý vị nhớ kỹ nha, chúng ta sẽ rắc một ít bột khô lên trên những cái cuộn bí này thì khi nhúng vào hỗn hợp bột thì bột nó sẽ bám đều xung quanh cuộn bí hơn. Thủ trong lúc chờ dầu sôi ha. Dạ. Thì mình sẽ pha cái phần sốt chấm. Pha vào đây là 2 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo ngọt dịu, 1 muỗng canh tương ớt. Mình sẽ trộn đều lên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhúng nó vào cái hỗn hợp bột này. Lúc này dầu thì cũng nóng rồi đó cô. Cho vào. Các loại rau củ và cá cũng rất là nhanh chín, cho nên khi chúng ta thấy là các cái cuộn bí này có cái bột bên ngoài, nó có bột cái màu vàng sáng và nó đẹp thì chúng ta có thể vớt ra được rồi đó.
cùng thì cô sẽ trình bày ra dĩa ha. Bởi vì món này chúng ta cũng có thể ăn kèm các loại cà chua, dưa leo gì đó tùy theo ý thích, cho nên là cô cũng trang trí lên một ít cà chua. Dạ. Và cô sẽ mời Hồng Thanh thử món ăn này. Đây, cô mời Hồng Thanh nha. Và Hồng Thanh đừng quên. Dạ đúng rồi, sốt, nước sốt. Bây giờ em sẽ ăn thử. Cô ơi, món này vừa ngon mà vừa lạ miệng nữa đó cô. Quý vị biết không, món ăn của chúng ta ngày hôm nay thì có cái vị giòn của các lớp bột áo bên ngoài nè, vị bùi của khoai, rồi vị ngọt của bí xanh, bí đỏ. Khi mà chấm kết hợp với lại cái vị béo dịu ngọt của súp mayonnaise thì rất là ngon. Mà cô Hà đặc biệt là khéo léo khi mà kết hợp được hai cái nguyên liệu là cá và rau củ. Thường thì các bé rất là kén ăn món này, nhưng mà với công thức này thì chắc chắn là các bé sẽ mê tít món này luôn cho xem. Hy vọng chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ luôn là một người bạn thân thiết để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị có liên quan đến việc bếp núc. Quý vị có thể gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc cũng có thể gọi về Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam ở số 0838237557, hay quý vị cũng có thể truy cập vào trang web của chương trình ở địa chỉ www.mongonmoingay.com. Quý vị cũng có thể tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đi đến trang web của chương trình. Còn bây giờ thì đầu bếp Thu Hà và Hồng Thanh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.